Cô xin chào tất cả các em. Cô rất vui được gặp lại các em trong tiết toán ngày hôm nay. Trước khi vào bài học, mời các em cùng tham gia trò chơi Rùa con tìm mẹ. Phi mải chơi, rùa bị lạc mất mẹ. Để tìm được mẹ, rùa con phải vượt qua 3 thử thách trên đường đi. Liệu rùa con có gặp được mẹ hay không? Cô mời các con chúng ta cùng bắt đầu trò chơi. Rùa con đi và gặp được chim non. Chim non yêu cầu rùa con hãy giải tập bài toán của mình. Nếu giải bài toán được thì chim non sẽ chỉ đường cho rùa và bài toán như sau. Biết độ dài các cạnh của hình tam giác ABC, cạnh AB bằng 3 cm, cạnh BC bằng 5 cm, cạnh AC bằng 4 cm. Chu vi hình tam giác ABC là A 12 cm, B 11 cm, C 9 cm. Cô sẽ dành cho các bạn thời gian là 10 giây suy nghĩ và chọn đáp án chính xác cùng với rùa con nhé. Thời gian của chúng ta đã hết. Xin mời các con hãy đưa đáp án của mình. Và đây, đáp án của rùa con chính là đáp án A. Rất là giỏi, đúng không nào? Như vậy, chu vi hình tam giác ABC chính là 12 cm. Vậy, muốn tính được chu vi hình tam giác thì ta tính như thế nào? Để tính được chu vi hình tam giác thì ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác đó, đúng không nào? Như vậy rùa con đã vượt qua được thử thách thứ nhất và chim non đã chỉ đường cho rùa con như sau. Hãy đi thẳng và tiếp tục hỏi bạn ngựa nhé. Rùa con nói cảm ơn bạn. Vậy bạn ngựa sẽ chỉ... Rùa con đã đi và gặp được bạn ngựa. Bạn ngựa yêu cầu rùa con hãy giải được thử thách của mình. Và thử thách của ngựa con đó là gì? Xin mời các con cùng chú ý lắng nghe. Cho hình tứ giác ABCD như hình vẽ. Chu vi hình tứ giác ABCD là A 12 cm, B 17 cm, C 19 cm. Cô sẽ dành cho các bạn thời gian là 10 giây suy nghĩ và chọn đáp án cùng với rùa con. Bắt đầu. Thời gian đã hết. Ở đây các con đã chọn ra cho mình được đáp án chính xác nào là đáp án nào? Để thử cùng xem đáp án của bạn rùa nhé. Ở đây bạn rùa chọn đáp án là đáp án C, 19 cm. Cô tin các con cũng sẽ chọn đáp án giống như bạn rùa. Và chu vi của hình tứ giác chúng ta tính như thế nào đây? Muốn tính được chu vi hình tứ giác thì ta sẽ tính tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác, đúng không nào? Các con rất là tốt, đã biết vận dụng cách tính chu vi của hình tứ giác để giải bài toán này. Và xem bạn ngựa chỉ đường cho bạn rùa như thế nào nhé. Hãy đi qua ngọn núi này để đến nhà ốc sên nhé. Rùa nói cảm ơn bạn. Vậy là hành trình tiếp tục của rùa để đến gặp ốc sên. Và ốc sên đã dành cho rùa một thử thách như thế nào? Xin mời các con cùng chú ý lắng nghe. Tích của 4 x 3 viết thành tổng các số hạng bằng nhau là A 4 cộng 3 cộng 5, B 4 cộng 6 cộng 2, C 4 cộng 4 cộng 4. 10 giây dành cho các con cùng suy nghĩ chọn đáp án chính xác. Như vậy đáp án của chúng ta ở đây chính là đáp án nào? Xin mời các con. Và xem bạn rùa chọn đáp án nào nhé. Chính xác, ở đây chúng ta sẽ chọn là đáp án C cùng với đáp án của bạn rùa, đúng không nào? Bởi vì sao chúng ta lại chọn được đáp án C? Đúng rồi, bởi vì 4 x 3 có nghĩa là 4 được lấy làm 3 lần. Cho nên ta sẽ viết được tổng các số hạng bằng nhau là 4 cộng 4 cộng 4, đúng không nào? Rất là giỏi. Và để xem bạn ốc sên chỉ nói cho bạn rùa biết mẹ đang ở đâu nhé. Mẹ rùa đang đợi bạn ở trong ngôi nhà nhỏ đấy. Và rùa rất là vui mừng đã tìm gặp được mẹ của mình rồi. Và rùa cảm ơn ốc sên. Rùa chạy nhanh đến ngôi nhà nhỏ thân yêu, gặp mẹ của mình. Bạn rất là vui mừng và hạnh phúc và không quên gửi lời cảm ơn các bạn đã đồng hành với bạn rùa con trong trò chơi này. Và các con nhớ, khi chúng ta đi chơi cùng với ba mẹ thì chúng ta nên đi cùng ba mẹ để không bị lạc đường giống như bạn rùa con nhé các con. Và trò chơi khởi động này cũng mở ra bài học ngày hôm nay. Xem đó là bài học gì, cô mời các con chúng ta cùng tiếp tục theo dõi bài học của chúng ta.
Toán chủ đề số 1, số 0 trong phép nhân và phép chia luyện tập. Bây giờ cô mời các con chúng ta cùng lắng nghe nội dung bài học ngày hôm nay. 1. Phép nhân có thừa số là 1 và 0. 2. Phép chia cho 1. 3. Phép chia có số bị chia là 0. Bây giờ cô mời các con chúng ta cùng bước vào hoạt động thứ nhất. Số 1 trong phép nhân và phép chia. Bây giờ cô có bài toán như sau. 1 nhân 2. Vậy các con hãy cho cô biết 1 được lấy làm mấy lần? Đúng rồi, 1 được lấy làm 2 lần. Nên ta sẽ viết được phép cộng với các số hạng bằng nhau là 1 cộng 1 bằng 2. Vậy ta sẽ tính được 1 nhân 2 chính là bằng 2. Tương tự như vậy với 1 nhân 3 thì 1 được lấy làm 3 lần. Ta sẽ viết được các số hạng, tổng các số hạng bằng nhau là 3 con số 1, đúng không nào? Ta viết được 1 cộng 1 cộng 1 bằng 3. Vậy thì ta sẽ suy ra được 1 nhân 3 chính là bằng 3. Và tương tự như vậy, cô có phép tính nhân 1 nhân 4 bằng 4. Một bạn hãy viết lại cho cô phép tính cộng với các số hạng bằng nhau là những số nào? Đúng rồi, ta sẽ viết được phép cộng với các số hạng bằng nhau chính là 4 số 1 cộng lại với nhau. Thì ta sẽ được 1 cộng 1 cộng 1 bằng 4. Vậy thì suy ra 1 nhân 4 chính là bằng 4, đúng không nào? Và các con hãy qua. Trong phép tính 1 nhân 2 bằng 2, 1 nhân 3 bằng 3, 1 nhân 4 bằng 4. Ta thấy các thừa số thứ nhất đều là 1, đúng không nào? Vậy thì các con có nhận xét gì ở các thừa số thứ 2 và tích không? Đúng rồi, ta nhìn thấy ở các thừa số thứ 2 và tích đều giống nhau, đúng không? Có nghĩa là 1 nhân với bất kỳ số nào thì vẫn bằng chính số đó. Các con nhớ nhé. 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó. Các con hãy đọc lại cho cô quy tắc thứ nhất trong bài học ngày hôm nay. Vậy các con đã nắm được quy tắc thứ nhất. Bây giờ cô mời các con chuyển sang phần tiếp theo. Ta biết 1 nhân 2 bằng 2. Bây giờ cô đổi vị trí các thừa số trong phép tính nhân này. Cô sẽ đổi số 2 lên vị trí thứ nhất và số 1 trở về vị trí thứ hai thì xem tích có thay đổi hay không. 2 nhân 1 vẫn bằng 2. Tương tự như vậy, với phép tính nhân 1 nhân 3 bằng 3, ta đổi vị trí các thừa số thì tích vẫn giữ nguyên là 3 nhân 1 vẫn bằng 3, đúng nào? Và 1 nhân 4 bằng 4, ta đổi vị trí các thừa số thì tích có thay đổi không? Cũng không thay đổi, là 4 nhân 1 vẫn bằng 4. Bây giờ các con hãy quan sát khi ta đổi vị trí các thừa số. Ở đây, thừa số thứ 2 bây giờ là 1, đúng nào? Thì chúng ta thấy tích và thừa số thứ nhất như thế nào các con? Tích và thừa số thứ nhất đều giống nhau, đúng không? Nên ta có kết luận như sau. Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. Cô mời các con nhắc lại. Vậy chúng ta đã biết được số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. Vậy nếu trong phép tính chia thì như thế nào? Cô mời các con cùng sang phần tiếp theo, phép chia cho 1. Cô có phép tính nhân hạng 1 nhân 2 bằng 2. Ta đã biết từ một phép tính nhân lập được hai phép tính chia tương ứng, đúng không nào? Và bây giờ các con hãy lập cho cô phép tính chia tương ứng với số chia là 1 nào. Ta dễ dàng lập được phép tính chia tương ứng như sau. 2 chia 1 bằng 2. Bởi vì ta lấy tích, ta chia cho thừa số thứ nhất là 1 thì ta sẽ được kết quả là thừa số thứ hai, nên ta được phép tính chia với số chia là 1 là 2 chia 1 bằng 2. Vậy tương tự như vậy với 1 nhân 3 bằng 3, các con lại lập cho cô phép tính chia với số chia là 1 nào. Đúng rồi, ta sẽ được 3 chia 1 bằng 3. Và với 1 nhân 4 bằng 4 thì ta cũng được phép tính chia tương ứng là
4 chia 1 bằng 4. Vậy các con hãy quan sát cho cô trong các phép chia chúng ta vừa mới viết ra. Ta thấy các số chia đều là số 1 đúng không nào? Và số bị chia và thương thì như thế nào với nhau các con? Đúng rồi, số và bị chia và thương giống hệt nhau đúng không? Và từ đây ta có kết luận như sau. Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó. Xin mời các con hãy nhắc lại. Vậy qua cái hoạt động thứ nhất, số 1 trong phép tính nhân và phép chính chia, thì các con cần nhớ cho cô như sau. Thứ nhất, số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó. Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó. Các con nhớ nhé, chúng ta đây là phần chúng ta cần ghi nhớ ở hoạt động thứ nhất để chúng ta vận dụng làm bài tập. Chúng ta đã biết số 1 trong phép tính nhân và phép tính chia chúng ta thực hiện như thế nào rồi. Vậy thì đối với số 0 trong phép tính nhân và phép tính chia sẽ thực hiện ra sao? Cô mời các con chúng ta cùng bước sang hoạt động thứ hai. Số 0 trong phép nhân và phép chia. Bây giờ cô có phép tính nhân như sau. 0 nhân 2. Vậy 0 nhân 2 bằng mấy? À, chúng ta đã biết 0 được lấy làm 2 lần nên ta sẽ viết được phép tính cộng với các số hạng bằng nhau là hai số 0 cộng lại đúng không? Nên ta được là 0 nhân 2 bằng 0 cộng 0, 0 cộng 0 chính là bằng 0. Do vậy 0 nhân 2 bằng 0. Và khi ta đảo vị trí ở các thừa số thì tích của nó có thay đổi không? Bây giờ chúng ta cùng chú ý. Ta có 0 nhân 2 bằng 0. Bây giờ cô đảo vị trí, thừa số thứ nhất là 2, thừa số thứ hai là 0. Thì ta có 2 nhân 0 vẫn bằng 0. Đúng không nào? Như vậy, khi ta đổi vị trí các thừa số thì tích của nó vẫn giữ nguyên. Đúng không nào? Vậy tương tự như vậy, cô có 0 nhân 3 bằng 0. 0 được lấy làm 3 lần nên ta sẽ viết được mấy số hạng tương ứng bằng nhau. Đúng rồi, ta sẽ viết được 3 số hạng tương ứng bằng nhau là 0 cộng 0 cộng 0 chính là bằng 0. Vậy ta có 0 nhân 3 bằng 0. Và ta đổi vị trí các thừa số thì 3 nhân 0 vẫn bằng 0. Và từ đây ta có kết luận như sau. Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0. Đúng nào? Hay là số nào nhân với 0 thì như thế nào các con? À, số nào nhân với 0 thì cũng bằng 0. Đây là hai ghi nhớ mà chúng ta cần nhớ trong phần này. Các con nhớ nhé, bây giờ cô mời các con cùng nhắc lại. Trong phép tính nhân chúng ta đã biết. Vậy thì số 0 trong phép tính chia thực hiện như thế nào? Mời các con chúng ta cùng chú ý phần tiếp theo. Phép chia có số bị chia là 0. Bây giờ cô có phép chia như sau. 0 chia 2 bằng, ta thấy 0 ở đây bây giờ đứng vị trí là số bị chia, đúng nào? Và số chia là 2. Vậy thì kết quả sẽ bằng bao nhiêu? Rất là giỏi. Bằng 0 chia 2 bằng 0. Bởi vì ta dựa vào mối quan hệ phép nhân, ta biết được 0 nhân 2 bằng 0. Tương tự như vậy, với hai phép chia 0 chia 3 và 0 chia 5, các con đã tính được kết quả bằng bao nhiêu nào? Chính xác, 0 chia 3, ta cũng tính được 0 chia 3 bằng 0. Bởi vì 0 nhân 3 bằng 0. Đối với 0 nhân 5, chúng ta cũng tính ngay được bằng 0. Vì 0 nhân 5 bằng 0. Bây giờ các con hãy quan sát trong phép tính chia với số bị chia là 0, chúng ta có nhận xét gì? À, chúng ta thấy các số bị chia đều là 0. Khi chia cho bất kỳ một số nào thì thương của nó vẫn là 0, đúng không nào? Vậy thì từ đây cô có kết luận như sau. Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0. Các con chú ý nhé. Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0. Có nghĩa là
khác không có nghĩa là trong phép tính chia thì không có phép chia cho không, có nghĩa là số 0 không đóng vai trò là số chia, mà số 0 chỉ có vai trò là số bị chia thôi. Các con nhớ nhé. Vì vậy mà ta sẽ không có phép chia cho không. Đây là phần ghi nhớ các con cần nhắc cần nhớ để chúng ta vận dụng làm các bài tập. Mời các con nhắc lại. Như vậy, quy tắc các con cần nhớ đối với số 0 trong phép nhân và phép chia như sau. Mời các con cùng nhắc lại. Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0. Số nào nhân với 0 cũng bằng 0. Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0. Đây là những phần chúng ta cần nhớ để vận dụng vào làm phần bài tập. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần luyện tập nhé các con. Để củng cố sâu sắc trong tiết học ngày hôm nay, cô sẽ mời các con sẽ làm những bài tập sau. Bài 1, tính nhẩm. Trong bài này cô có 4 cột các con cần phải thực hiện tính. Và để tính nhẩm bài này thì chúng ta sẽ vận dụng vào quy tắc số 1 trong phép tính nhân và phép tính chia để chúng ta thực hiện các con nhé. Bây giờ cô mời các con chúng ta cùng bước sang bài tập số 2. Bài 2, tính nhẩm. Ở trong bài này cô cũng có 4 cột như sau. Để làm được bài này, các con cũng vận dụng vào quy tắc số 0 trong phép tính nhân để các con tính các con nhé. Mời các con chúng ta cùng bước sang bài 3, xem bài 3 là như thế nào. Bài 3, tính nhẩm. Trong bài này là các phép chia, các con cần tính ra kết quả. Để vận dụng được làm bài tính nhẩm này thật nhanh, thì chúng ta sẽ áp dụng quy tắc số 0 trong phép tính chia để chúng ta làm. Các con đã nắm được chưa nào? Bây giờ cô mời các con cùng bước sang bài tập số 4. Bài 4, tính nhẩm. Ở đây cô có 3 cột A, cột B và cột C. Các con hãy quan sát kỹ ở các bài toán ở cột A và cột B. Chúng ta thấy xuất hiện phép cộng khi đổi chỗ vị trí các số hạng thì tổng của nó có thay đổi hay không thì các con tính ra thật nhanh nhé. Còn đối với bài phép nhân, ta thấy đổi chỗ vị trí các thừa số thì tích như thế nào để các con vận dụng các con làm bài thật nhanh. Và đối với hai bài phép nhân này thì chúng ta có thể vận dụng vào quy tắc của số 1 và số 0 trong phép tính nhân để chúng ta tính thật nhanh. Đối với bài C, để làm được bài này tính nhẩm nhanh thì chúng ta vận dụng vào quy tắc tính của số 1 và số 0 trong phép tính chia để chúng ta tính. Các con đã nắm rõ chưa nào? Các con đã nắm được bài học ngày hôm nay rồi. Về nhà các con hãy học thuộc các ghi nhớ để vận dụng làm bài thật tốt và thật nhanh để chụp hình gửi lại cho giáo viên chủ nhiệm của mình. Và nhớ lưu bài lại trong bìa kiểm tra. Bài học của cô đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các con đã chú ý lắng nghe bài học của cô. Xin chào và hẹn gặp lại các con trong tiết học lần sau.